Hello quý vị khán giả Chào cả và các nhà. bạn. Hôm nay hai vợ chồng mình lại ngồi đây hóng mát. Làm thơ đi. Thôi em với chú Linh làm thơ được chứ anh mà thua. Chú Linh vô đề là hôm nay em cái gì đó nó làm một chặp gọn gàng Mấy bữa nay tiết luôn. cũng lu bu quá nên không có quay clip cho Trúc Linh được, tại vì cũng phải sẵn sàng cho tiệm nail á, làm nhiều thứ lắm, như là nói chung lặt mấy cái lặt vặt cũng nhiều lắm để mà mình sẵn sàng hết, tại vì mà cái phần khó nhất á, là cái phần về mà phần khách hàng, tại vì hổm ra mình đóng cửa 3 tháng trời á, là những cái phone khách gọi vô á, lúc đầu thì nhiều nhưng mà sau đó là giảm dần, tại họ biết là không có được mở cửa. Còn cách đây vài bữa là thứ nhất là bữa nay Quá trời. họ gọi rất rất là nhiều luôn, mà mình phải bắt điện thoại để mình trả lời cho họ biết, tại vì mình không bắt thì không có được, thì trả lời xong rồi đồng thời mình phải coi như là giữ lại cái liên lạc để khi mà mình có cái ngày mở cửa, để mình mở cửa mình sẽ gọi lại từng người khách để mình làm hẹn, thì đại khái vậy đó. Rồi nào là lớp thợ, từ đây đến đó mình không biết là có những người nào sẽ thay đổi ý định, họ sẽ đi làm, hoặc là mình sẽ có thợ mới, thì tí cũng đã có thợ mới rồi chứ không phải không. Nhưng mà nói chung là từ đây tới lúc mở cửa mình không biết được chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cái vấn đề là mấy người khách đó họ gọi rồi mình nói là mình vẫn chưa mở cửa được, có ai coi như là giận giận mình, tức mình này, coi như giống như là họ họ nghĩ là mình không có serious, không có hài lòng về mình đó. Có chứ, Đó. có. Thì điển hình là Tiết có một người khách ruột của Tiết là cũng phải mười mấy, hơn 10 năm á, là Tiết làm khách ruột, nói chung là khách ruột của mình. Thì người khách đó là cô ấy có hai cái tiệm gọi là tiệm làm răng đó, làm răng nha, cô ấy là nha sĩ luôn, và chồng cô ấy cũng là nha sĩ luôn, hai người hai cái tiệm. Thì cô mới thắc mắc, cô hỏi là tại sao tiệm nail vẫn không được mở cửa. Tiết mới nói là chính bản thân tôi cũng không biết lý do tại sao. Xong cô mới nói là coi như là bữa nay chính thức là trong cái tiệm răng là đã được coi như là tất cả được mở cửa hết, là coi như là làm lại bình thường hết đó. Xong cái em Tiến mới nói là thì tôi không biết, nhưng mà không biết lý do tại sao tiệm nail vẫn không được mở cửa đó. Rồi xong thì cô ấy cũng nói ồ vậy thôi, không thì người ta cũng thắc mắc như mình thôi. Và đồng thời là Tiết cũng thắc mắc hổm rày rất là nhiều cho tới bữa nay, nhưng mà mình không biết cái thắc mắc của mình nó có đúng hay là không đó, hay là thắc mắc của mình là của chung hết, ai cũng như mình hết. Thì mình cũng xin hỏi luôn là thì theo như Tiết biết, bữa nay là ngày 8 tháng 6 là những cái nhà hàng là được mở cửa, là bữa nay nè, là mở cửa outdoor, là có nghĩa là khách có thể ngồi ăn được nhưng mà ăn ở mé ngoài. Nhà trẻ, những cái chỗ mà giữ trẻ đã có một số chợ đã một chỗ đã mở cửa không, rồi những có một số nào nữa đó mình quên rồi đó. Rồi tiệm tóc là hầu như là mở cửa hết luôn, và đã mở cửa cách đây là mấy tuần rồi nữa không. Thì nail là khác biệt gì cái chỗ nào? Không phải ở đây mình thắc mắc là tại sao không cho mình mở cửa, hay là mình đòi đi làm hay kia, không phải là vậy. Nhưng mà mình cái thắc mắc của mình là cái sự khác biệt giữa nail và tóc nó khác biệt chỗ nào, và cái ngành nghề làm là dentist, là làm răng, khác biệt chỗ nào. Là tại vì nếu mà nói về cái phần tiếp xúc thì nail tiếp xúc có thể là không bằng cái nghề mà ngành về làm răng đó. Đây là theo cá nhân của Tiết thấy thôi, tại vì khi mà mình làm răng á, là mình cái người nha sĩ á, người ta sẽ trực tiếp người ta làm răng cho cái người bệnh nhân, mà người bệnh nhân sẽ không có phải đeo khẩu trang, đúng không? Chỉ có người bác sĩ, người nha sĩ mới đeo khẩu trang thôi đó. Rồi xong người ta sẽ phải xúc miệng, thì cái nói về cái dịch bệnh thì nó cũng phải lây lan về cái tuyến nước bọt chứ, là giống như mình ho mình hắt xì nó cũng lây lan vậy, thì cái đó cũng là cái cơ hội lây lan cao. Mà tại sao cái ngành làm răng họ lại được mở cửa mà nail không được? Thì cái này mình thắc mắc thôi, chứ mình không phải là mình complain hay mình la lối làm sao gì, mình chỉ là một cái câu hỏi của mình, cái sự khác biệt là cái gì. Và bữa nay á, là bên Cali á, họ cũng đi biểu tình rất là nhiều, những người Việt Nam, những người chủ tiệm nail biểu tình rất rất là nhiều đó. Thì cũng biểu tình là cũng chắc họ cũng thắc mắc như mình là tại sao nail
lại không được mở cửa. Thì nói chung bản thân Tiết á, thật sự là mình biết cái dịch bệnh nó vẫn còn chứ không phải là không, nó còn thì mình giống như là mình cách ly được cái phần nào thì tốt phần đó, đúng chính xác. Nhưng mà mình vẫn không hiểu là cái sự khác biệt giữa các ngành nghề nó khác biệt như thế nào. Tức là em so sánh giữa cái khoảng cách chứ không phải là cái việc làm. Giữa khoảng cách và cái việc làm luôn. Tại vì khi mà làm nail á các bạn, khi mà làm nail á thì cái người khách bước vô tiệm bắt buộc họ phải đeo khẩu trang, và cái người nhân viên họ cũng phải đeo khẩu trang, đúng không? Thì người làm tóc với cái người khách làm tóc thì họ vẫn phải đeo khẩu trang. Họ có đeo khẩu trang. Đúng vậy, thì nó khác biệt nhau chỗ nào? Vậy khác biệt là người ta làm tóc là người ta làm trên cái đầu, còn mình làm nail mình làm từ cái tay. Thì mình làm từ cái tay thì mình cũng đã có cái miếng chắn trước cái mặt khách rồi. Và mình làm chân là cái khoảng cách cái người khách với cái người thợ nó cũng rất là xa luôn. Thậm chí nó còn xa hơn, nó còn xa cái hơn tay tới cái đầu. Chính xác. Thì nó khác nhau ở cái chỗ nào? Cái này là mình nói về cái lý thôi, mình đang nói về cái phần mà sự khác biệt giữa các ngành nghề được mở cửa mà những ngành nghề không được mở cửa. Mình không có nói những cái ngành nghề mình không biết, mình đang nói về những cái ngành nghề liên quan tới cái ngành nghề của mình. Mà khi mà Tiến nói đây á, là những anh chị em nào làm thợ nail và chủ tiệm nail đều hiểu hết. Người chủ tiệm á, người ta á, tại sao họ vẫn muốn mở cửa tiệm mà họ cũng phải lo sức khỏe của họ vậy. Nhưng mà tại vì khi mà mình phải trả tiền rent, mình phải trả tiền này tiền kia á, thì mình phải có một cái sự thắc mắc trong cái ngành nghề của mình đó. Nên lý do tại sao bữa nay mình phải làm clip này, mình hỏi tất cả mọi người ở đây, không phải là tiếng chê bai, không phải là tiếng nói tại sao không cho mình đi làm, muốn đi làm, đang dịch bệnh này kia, không phải vậy. Mà mình đang thắc mắc mọi người có thể giải thích cái sự khác biệt giữa ngành nghề nail và ngành nghề tóc và ngành nghề nha sĩ. Mình khăn không có nói về vấn đề tiền bạc ở đây. Giữa nail và nha sĩ, đương nhiên nail mình sẽ không làm bằng nha sĩ. Nhưng mà mình đang nói về cái khoảng cách và cái phần mà mình trực tiếp với lại người khách hàng của mình á, nó khác nhau ở chỗ nào đó. Thì đó, cái đó là mình nên nó tiếng không hiểu ở đây là mình không hiểu là có cái phần kỵ thị ở đây không đó. Tại vì đa số cái người dân Việt Nam mình làm ngành nghề nail rất rất là nhiều luôn, là toàn bộ là người châu Á mình làm ngành nghề này thôi đó. Nên mình có cái câu thắc mắc của mình thôi. Ông này thì ổng không có ý kiến gì hết, tại vì anh ấy không có trong nghề. Mình suy nghĩ thôi, mình cũng không biết. Mà anh thấy em nói đúng không? Không, cái này mình nói theo cái phương diện khách quan thôi. Thì cũng đúng, tại vì anh nghĩ tính em thì anh biết em nói cái gì và em cái thắc mắc của em đúng. Nhưng mà để trả lời cái câu thắc mắc của em thì anh hoàn toàn không biết làm sao để trả lời được. Bởi vì anh không biết được cái người lập luật có họ nghĩ như thế nào. Không, cái người lập luật họ có cái lối suy nghĩ như thế nào, họ có hiểu mình cái việc mình làm không. Giống như mình nói làm tóc thì cái người thợ với là cái người khách đó không có đối diện mặt với nhau thường, chỉ có một phần nào đó thôi. Họ coi như là một người xây mặt về phía kia và người xây mặt về phía kia, cho nên người này có ách xì ho nó cũng văng về phía kia, còn cái người cắt tóc cũng ngoài sau lưng này. Rồi, đó anh hiểu được cái phần đó, đúng không? Nhưng mà cái khoảng cách gần nó cũng gần như nhau. Cho nên nó khi mà mình ách xì á thì nó cũng bay tùm lum tùm la. Khi mình ho nó cũng bay tùm lum tùm la, nhưng mà nó không có văng thẳng vô mặt mình thôi, nhưng mà nó cũng da ho là nó cũng văng tùm lum, đúng không? Mặc dù cái người đó cũng có mang khẩu trang. Và có tại vì đặt cắt tóc cho nên đặt cũng biết là cái người thợ và cái người khách đều có mang khẩu trang hết. Rồi bây giờ mình đem cái đó qua bên cái phần làm nail. Thì cái người làm tay á cũng mang khẩu trang và cái người khách cũng mang khẩu trang, và chính giữa lại cũng có cái kiến chặn rồi, cho nên cái kiến đó nó chặn là để chống cái sự ho và ác xì thẳng vô mặt với nhau. Rồi thì coi như cái đó nó cũng đã được phần nào rồi. Thì bây giờ nói làm chân thì làm chân cũng có cái đầu chặn lại nữa rồi, và cái khoảng cách nó lại xa hơn là cái tay đụng tới cái đầu. Nhưng mà tại sao lại coi như bên phần làm nail không được mà bên phần làm tóc lại được? Thì á, mình đồng ý với vợ nhưng mà không biết làm sao để giải thích. Không biết lý do tại sao. Rồi bây giờ nói đến cái phần nha sĩ đi.
Thì bây giờ nha sĩ á, thì cái Đạt cũng đi khi đi nhổ răng, đi khám răng rồi, trong thời gian này Đạt cũng biết luôn. Thì cái người bác sĩ nha sĩ á, cũng trực tiếp với mình qua coi như là đối diện, và Mượn cái hơi thời thở gian luôn. cái sự đối diện nó còn lâu hơn là coi như là mình làm tóc nữa, và có thể nó còn coi như là nó có thể không lâu bằng đối diện khi mình làm bộ tay 15 phút ha. Người bác sĩ tới coi như là làm chút xíu khoảng vài phút, không tới 5 phút là coi như họ xong cái nhiệm vụ của họ, thì nó không có lâu như vậy. Nhưng mà Không có cái phần lâu. đối diện nó cũng nhiều, và cái sự coi như là người bác sĩ thì có mang khẩu trang, người bệnh nhân không có mang khẩu trang, nhưng mà có cái ống hút á, cái ống hút á, họ hút tất cả những cái phần nước bọt cho mình ra trước khi mình thậm chí, và hầu như cái họng mình bị hả họng kiểu đó đó, mình cũng khó có cái cơ hội mà ách xì lắm, tại vì cái khuôn họng mình á muốn ách xì mình cũng khó mà ách xì được lắm, Không có chứ không thoải phải là mái để nó hắt không xì khỏi đúng thoải mái ách không? xì, không có thoải mái để ho, mà nếu mà có bị trường hợp đó thì những cái ống nó cũng hút ra bớt phần nào rồi, nên cái khoảng cách mình nói đây thì nó vẫn gần hơn là cái vấn đề làm nail, nhất là làm chân. Để trả lời cho vợ Đạt, không anh không biết Thì đó thì làm sao ông để có trả thắc mắc lời, y như em. Thì các anh bạn biết hiểu mà sao? không biết làm sao trả lời. Tiết bữa nay là không phải là tiết phàn nàn, thôi không hề phàn nàn. Mình Tại vì biết tại sao? Mình đã ở nhà 3 tháng rồi. Không, mọi người là như nhau, thật sự là 3 tháng này là mình cũng ở chung với gia đình mình, tận hưởng cái gia cái như thời gian chung với con cái vợ chồng như mẹ anh chị em rất là vui. Nhưng mà cái mình vẫn nói đi nói lại từ nãy giờ là mình vẫn thắc mắc cái sự khác biệt giữa ngành nghề và ngành nghề với nhau. Bây giờ nếu như tóc mở cửa tuần trước, 2 tuần trước, nail mở cửa 2 tuần sau đó hay 1 tháng sau đó thì nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì tới mình. Nó tại vì vốn một thêm 1 tuần 2 tuần nó không có là cái gì hết. Nhưng mà mình thắc mắc là tại sao nó lại phải là như vậy. Đó, giống như vừa rồi mình cứ đinh ninh là 8 tay mình nail sẽ mở cửa và xong đợi tới 8 tay thì mấy anh thống đốc nói tiếp là vẫn không mở cửa. Đó, là đổ thừa qua là tại vì nếu mà cái những cái ca nhiễm bệnh mà còn tăng lên như thế nào nữa là neo sẽ vẫn không được mở cửa. Đó các bạn thấy nó vô lý không? Nó có trong đó khi mình rất là vô lý. mình ngồi trên máy bay À. á, coi như là 18 tiếng đồng hồ bay, đường xa nó 18 tiếng, anh không nghĩ trong máy, nhưng mình ngồi trên máy bay là ít nhất là 10 tiếng đồng hồ, 8 tiếng đồng hồ mình đi coi như là gọi là overseas á. Overseas là gì, Đi tức bay là bay đi coi như là qua nội đi, xuyên nội địa này đúng rồi, đại đại khái vậy xuyên đó ở xuyên hả. biển này kia rồi Yeah, đó. thì mình ngồi nó còn tải hơn nữa, mặc dù hai người ngồi cũng có mang khẩu trang nhưng mà cái sự nó gần gũi hơn nữa, tại sao họ có thể làm được. Thì đó thì tiếp theo tiết biết á, là sẽ rất là sớm neo mở cửa, mình cũng không có gấp gáp gì tại vì á, mình cũng coi như sẵn sàng hết trơn rồi. Đó, bây giờ mình có mở cửa đi nữa mình cũng không có được cái lượng thợ làm đông đúc này kia, nói chung là khi mình suy nghĩ tới những cái thời gian đó mình cũng rất là căng thẳng, mà không phải mình tiếc mà rất là nhiều người, thì coi như thì mình cũng suy nghĩ nó thôi kệ giờ có nhiêu mình ăn nhiêu đó thì tới đâu hay tới đó, nhưng mà mình cũng Mấy cái người lập luật ở trong cái health department đó, mình không hiểu họ có bao nhiêu cái vấn đề để lo, đúng nhưng mà rồi. mình bảo đảm là họ không có 100% nắm vững cái ngành nghề nail, họ không có, họ chỉ làm theo cái gọi là cái hồ sơ thôi, coi như là bây giờ cái làm cái nghề đó để kê hồ sơ 1001 phải làm gì, làm cái nghề này ok, một cái hồ sơ 1002 làm gì, họ có một cái điều đó thôi, nhưng mà thật sự họ không có hiểu được rõ ràng như cho lắm đâu, mình bảo đảm luôn á. Nên nếu mà mình có thể được ngồi để mà gọi là bình luận họp với lại những người trong cái phần lập luật á, thì mình sẽ được nghe họ nói cái gì và họ nghe mình nói cái gì, thì ít ra cái thắc mắc mình sẽ được giải quyết, chứ còn mình không biết họ nghĩ cái gì, mình cũng không biết họ hiểu cái gì, rồi cũng chẳng biết họ sẽ ra những cái luật lệ gì, đúng không? Nên
Well, thì thôi, bữa nay mình chỉ muốn lên mình tâm sự và mình hỏi tới tất cả mọi người, nếu mà có anh chị em nào làm nail ở Mỹ có cùng chung quan điểm với Tuyết, hoặc là Tuyết có suy nghĩ sai về cái gì đó thì hello con, thì mọi người hãy comment giùm cho Tuyết. Lớn lên. Xin chào. No, xin chào cô chú. Bữa nay đúng, cứ quên kể các bạn nghe, mấy bữa nay á Trúc Linh á thay đổi chiêu mới là bị mắc cỡ nên không có cho quay phim đó, cái mỗi lần cứ vậy nè, hỏi sao vậy em mắc cỡ nè, coi nè coi nè, trời đất ơi hay còn nè, con làm lại cho cô chú rồi con về nè, con nói cô chú nghe con sao vậy, mẹ mắc cỡ hả? Ok, giờ con chào cô chú xong đi mẹ cho uống. Chào cả chứ. Hôm nay mình chú. Vậy á, rồi chú có mắc cỡ không? Mấy bữa nay thôi chú, cô chú không thấy Trúc Linh. Trúc Linh nay lớn lắm mà cô chú ơi, Trúc Linh nói nhiều lắm. Nè Trúc Linh kể cô chú nghe, bữa nay Trúc Linh đi đâu chơi, Trúc Linh nói chuyện với ai? Trên bố chị. Với chị hả, rồi sao nữa? Ba ba chị. Rồi, chị cho con cái gì? Con em bé. Em bé đẹp không? Wow. Trúc Linh đang uống gì? Uống chuối. Rồi. Mình đang nói chuyện ẻm ra là câu chuyện mình là kết thúc. Thôi, xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video này của vợ chồng của Tiết nghe. Bye cô chú đi. Hôn Bye. cô chú miếng mì gió cô chú đi. Hỏi gì nè. Mày lại mày tắt tivi nha, mày tắt điện thoại nha. Được không?